Thưa quý ông bà và anh chị em, xưa kia khi Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem, cả một bầu khí trẻ trung hăng say kính mến. Sự trẻ trung bộc phát qua việc cầm cành lá, qua lời tung hô đón chào Chúa. Thật là một bầu khí cuồng nhiệt. Nhưng mà thánh lễ hôm nay cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ không ít, bởi vì những biến cố quá trái ngược nhau. Chúa vừa vinh hiển vào thành chưa được bao lâu thì đã phải tủi nhục chết trên thập giá. Tại cổng thành có biết bao nhiêu người ra đạo chào đón tung hô, nhưng mà trên núi Sọ chẳng còn mấy người theo Chúa. Từ Chúa Nhật lễ lá đến thứ sáu tuần thánh, thời gian không dài, nhưng mà biết bao nhiêu người đã thay lòng đổi dạ. Từ cổng thành đến núi Sọ đường đất không bao xa, nhưng mà biết bao nhiêu người đã rẽ đường đi ngang về tắt, rẽ sang lối khác. Tại sao vậy? Chúng ta hãy lần theo vết chân của những người bỏ cuộc để nhận diện những ngã rẽ của cuộc đời. Có ba ngã rẽ tiêu biểu. Ngã rẽ của Giuđa. Giuđa là môn đệ trung tín theo Chúa trong suốt 3 năm Chúa đi rao giảng. Ông còn được Chúa tin cẩn trao cho công việc quan trọng là nắm giữ tài chánh. Ngày lễ lá chắc chắn ông có mặt, nhưng mà khi Chúa chịu chết thì ông vắng mặt. Ông đã rẽ sang lối khác, lối rẽ đuổi theo tiền bạc vật chất. Theo tiếng gọi của tiền bạc, ông đã đưa chân đi những bước xa lạ. Ông đi vào con đường khác, ông trở thành con người khác. Ông bỏ Chúa vì tiền, tệ hơn nữa, ông bán Chúa để lấy tiền. Rồi thứ hai, ngã rẽ của Phêrô. Phêrô là môn đệ rất thân thiết của Chúa, là người đứng đầu tông đồ đoàn. Ông thề rằng dù mọi người có bỏ Chúa thì ông vẫn trung thành với Chúa. Ngày lễ lá chắc chắn ông ở bên cạnh Chúa, hãnh diện theo sát bên Chúa nữa. Nhưng mà ngày thứ sáu tuần thánh không thấy ông đâu. Ông đã rẽ sang lối khác, lối rẽ của lười biếng và hưởng thụ. Lười biếng vì khi vào vườn cây dầu, Chúa kêu gọi ông hãy tỉnh thức cầu nguyện với Chúa, vậy mà ông cứ ngủ. Rồi hưởng thụ bởi vì trong sân tòa án, thay vì theo dõi cuộc xét xử Chúa, thì ông lại vào tìm hơi ấm ở nơi đống lửa ở giữa sân. An nhàn hưởng thụ đã kéo ông xa Chúa, an nhàn hưởng thụ đã đẩy ông đến chỗ chối Chúa. Rồi thứ ba, ngã rẽ của đám đông. Hàng vạn người đã theo Chúa, mê mệt nghe Chúa đến mấy ngày quên ăn quên về. Biết bao nhiêu người reo mừng nghênh đón Chúa ngày long trọng vào thành. Thế mà trên núi Sọ chỉ thấy những người đến xỉ vả, chê bai, nhạo cười. Đám đông đã rẽ sang lối nào rồi? Thưa, họ rẽ sang lối của dư luận, thiếu lập trường, chạy theo đám đông. Thấy người ta đi nghe Chúa thì cũng đi, thấy người ta nhạo cười Chúa thì cũng cười nhạo, thấy người ta kết án Chúa thì cũng giơ tay kết án. Đây là những người xu thời, không có lập trường. Để tự nhiên chắc chắn không ai nỡ nhẫn tâm bán Chúa, chối Chúa, lên án Chúa đâu. Nhưng mà người ta thay lòng đổi dạ do tác động của tiền bạc, tác động của hưởng thụ, tác động của dư luận. Đó là những ngã rẽ nguy hiểm của cuộc đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, những gì đã xảy ra cho Giuđa, cho Phêrô và cho đám đông năm xưa thì vẫn có thể xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay. Làm sao để chúng ta luôn đi trên con đường theo Chúa và trung thành với Chúa, để dứt khoát lựa chọn cho mình một con đường. Đường vào Jerusalem chỉ có một và rộng thênh thang, mọi người đều tụ tập và cùng chung lối bước. Nhưng mà đường lên núi Sọ chật hẹp và chia ra muôn ngả, mỗi người đi theo con đường của mình. Đi theo Chúa trên con đường vào Jerusalem thì dễ dàng,
và phấn khởi. Nhưng mà theo Chúa trên con đường lên núi Sọ mới thật là chông gai. Nếu chúng ta có mặt ở đó, chúng ta sẽ dễ dàng hòa nhập vào đoàn người cầm cành lá đón rước Chúa. Nhưng mà khi Chúa đi lên núi Sọ, chúng ta sẽ rẽ sang đường nào? Chúng ta sẽ rẽ sang con đường phản bội của Giuđa, sẽ rẽ sang con đường chối Chúa của Phêrô, sẽ rẽ sang những con đường hẻm in dấu chân trốn chạy của các môn đệ. Chúng ta sẽ phù hòa với đám đông kết án Chúa, hay là chúng ta cũng theo quân lính đánh đập Chúa? Trước sau gì chúng ta cũng phải lựa chọn cho mình một con đường. Xin Chúa cho chúng ta luôn tiến bước theo Chúa trên mọi nẻo đường Chúa đi. Xin thêm sức để chúng ta kiên trì theo Chúa trên con đường tiến lên núi Sọ.